Thân mến chào mừng các bạn, chúng ta đến với kênh Mr. Long Learn Let's Learn. Trong video này, thầy sẽ giúp các bạn hiểu tất tần tật liên quan đến to take rất là hay. Trong video này, mình chắc chắn các bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều về ngữ pháp cũng như về từ vựng liên quan đến take. Rồi, đây cũng là vừa cơ bản vừa nâng cao trong chương trình học tiếng Anh của thầy. Vậy thì đầu tiên thầy giúp các bạn hiểu take nó có nghĩa là di dời cái gì đó, đó, di chuyển với cái gì đó hoặc là một ai đó từ một nơi mà cái người nói và hoặc là người nghe đến một cái nơi khác. Đúng không? Từ cái nơi của người nói hoặc người nghe là đến một cái nơi khác. Có nghĩa là sao? Mang một cái này, một cái gì đó hoặc ai đó ở một nơi nào đó mà nơi đó có người nói hoặc người nghe, di chuyển cái đó đến một nơi khác. Rồi nha, các bạn nhìn đây. Bạn có thể mang cái này đến bưu điện giùm tớ được không? Nào, đó. Thì take này là mang đi đến bưu điện. Bưu điện là sao? Cái nơi đó là sao các bạn? Không có người nói hoặc người nghe. Đúng không nào? Không, cái nơi đây là người nói hoặc người nghe là không có mặt ở chỗ này. Cho nên mình dùng take là như vậy. Đó, người nghe, người nói này. Mang một cái mà từ một người nghe hoặc người nói, cái này thì chắc chắn là đang ở vừa chỗ người nghe vừa chỗ người nói luôn, người nghe người nói luôn. Mang cái này thì nó đang ở cái chỗ đó, đến cái chỗ mà không có người nói hoặc người nghe đó. Các bạn hình dung được chưa? Đấy, cả người nói, neither này, no này, cả người nói và người nghe đều không gì các bạn, đều đang không ở bưu điện. Các bạn thấy chưa? Cái cách chúng ta dùng cái từ take này rất là quan trọng. Các bạn thấy sâu, đây là cái chương trình tiếng Anh chuyên sâu các bạn. Đó, chuyên sâu luôn, nó cao luôn á. Sâu và cao luôn á, nhiều bạn dùng cái từ take nhưng không hiểu cách nó dùng, cách nó biểu hiện như thế nào, thì hôm nay thì các bạn nắm được là như vậy. Đó. Take có thể có nghĩa là di dời mà không có sự cho phép, không có sự xin phép đó. Đây, những bức tranh đã bị ăn trộm. Những bức tranh đã bị ăn trộm thì là sao? Đây các bạn nha, đây. Thì chỗ này các bạn có thể thay chữ stolen là taken, đúng không? Bị lấy đi. Đó. Bị lấy đi. Những bức tranh bị lấy đi cũng được, không dùng từ này cũng được, dùng từ này cũng được, thì mình hiểu được là lấy đi mà không xin phép, không xin phép này. Không xin phép, không xin phép. Take cũng có nghĩa là gì các bạn? Cho phép. Ha, các bạn thấy chưa? Đây. Cái nhà hàng này có cho phép dùng cái thẻ credit card, đúng không các bạn? Giống như thẻ cái tín dụng đó. Có cho phép không? Đó, các bạn nhá. Và chúng ta có thể dùng take để mang cái nghĩa là có khi chúng ta nói về những điều nào đó mà chúng ta thêm vào đối với đồ ăn của chúng ta. Đây, các bạn nhìn thầy ví dụ đây. Tôi có 2 thìa đường trong cái ly cà phê của tôi, nhưng không có thìa nào trong cái ly trà của tôi hết. Thì take này chúng ta cũng có thể hiểu nó là có. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là ấn tượng đúng không? Rất là đặc biệt khi chúng ta hiểu cái từ take, chúng ta dùng như vậy. Rồi, các bạn để ý này, cảnh báo này, cảnh báo chúng ta dễ sai này. Chúng ta không sử dụng take khi chúng ta nói về có một bữa ăn hoặc có một cái đồ uống nào đó. Các bạn nhìn ví dụ này nha. Sau cái bữa xem phim, chúng tôi thường đi ăn bánh pizza. Go for the pizza là đi ăn bánh pizza. Chúng ta không được nói sau cái bữa xem phim, chúng tôi thường lấy có một bánh pizza. Chúng ta không được dùng từ này trong cái bối cảnh bữa ăn liên quan đến bữa ăn ăn uống. Đó, các bạn thường bị sai chỗ này, mà buộc phải dùng là go for chứ không được dùng take chỗ này. Ví dụ tiếp theo này, tại sao chúng ta không có một cái ly cà phê với nhau vào ngày mai nhỉ? Có nghĩa là ngày mai chúng ta uống cà phê đi nhé. Một câu hỏi đó, giống như một dạng đề nghị đó. Câu hỏi nhưng nó là đề nghị. Chúng ta không được nói là why don't we take a coffee? Không được. Thế này không được. Mà phải là have a coffee. Bởi vì nói đến đồ ăn đồ uống thì không được dùng take. Nhớ các bạn nha. Đấy cũng là cái chú ý thứ hai rất là hay đúng không nào? Tiếp tục. Cái từ take này nó nhiều hay lắm các bạn ơi. Chúng ta dùng take để nói về thời gian và độ dài của thời gian này. Mất ít hơn 2 giờ đồng hồ để đi đến Rome từ đây. Từ đây đi đến Rome. Rome là ở Ý á các bạn, ở Italia thì mất ít hơn 2 giờ.
Các bạn nhớ cấu trúc này. Cấu trúc này thì trong những video khác thầy sẽ nói kỹ hơn. It nè, text nè, thời gian nè, cộng to là cộng động từ nguyên mẫu. Mất bao nhiêu thời gian để làm cái gì đó. Cấu trúc của nó đó, sang những video khác liên quan đến cái này thầy nói nhiều hơn nha. Trong chỗ này thì chúng ta đang nói về text nè. Rồi quá khứ của text là took nè. Thì chúng ta nói quá khứ nè. Chúng tôi mất một tuần để sơn cái ngôi nhà. Chúng tôi đã mất một tuần để sơn cái ngôi nhà. Rồi, đó là những cái điều rất là hay về text. Chúng ta tiếp tục đến phần thứ hai là những cái cụm từ liên quan đến text với text này. Take. Hồi nãy thầy cứ text. Các bạn thông cảm. Mặc dù thầy thừa biết là nó phải có âm cuối take, đúng không? Mà thầy mãi mê thầy dạy cái thầy cứ quên thầy nói. Các bạn thông cảm, nhiều bạn bảo thầy phát âm sai nhưng thực ra các bạn đứng trên cái điều kiện của người giảng, nhiều lúc cái người giảng không có để ý. Chứ thừa biết đúng không các bạn? Phải có âm cuối này. Take. Take, đúng không nào? Rồi, chúng ta sử dụng take trong rất nhiều cụm từ, đặc biệt với những danh từ. Trong những trường hợp này thì nó có nghĩa, cái nghĩa của take là phụ thuộc vào cái danh từ. Đây, take advantage of something là tận dụng những cái lợi thế của cái gì gì đó, tận dụng những cái lợi thế này. Hay là take someone's advice about something là nhận cái lời khuyên của ai đó về điều gì đó. Take care of something là quan tâm chăm sóc cái gì đó. Take care of someone là quan tâm chăm sóc ai đó. Take charge of something là chịu trách nhiệm về cái điều gì đó. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là nhiều cái cụm từ liên quan đến take, rất là hay. Rồi, take an interest in something là đam mê một cái gì đó, đúng không? Take notice of something là chú ý cái gì đó. Take ownership of something, sở hữu cái gì đó. Take part in something, tham gia một cái gì đó. Take responsibility for something, có trách nhiệm về cái điều gì đó. Take time to do something, mất thời gian để làm cái gì đó. Đó, còn rất là nhiều cụm từ liên quan đến take, đúng không nào? Bây giờ chúng ta tiếp tục, chưa hết đâu các bạn ơi. Take a booking hoặc là take a reservation là mua vé đặt chỗ trước. Take a holiday là đi nghỉ. Take a risk là phiêu lưu mạo hiểm. Take a break, giả lao. Take a job, đó, có một việc. Take a test, có một bài kiểm tra. Take a bus, đi xe bus. Take a look, xem xét, nhìn. Take a train, đào tạo, huấn luyện. Take a chance, có một cơ hội. Take a photograph, chụp ảnh. Take a trip, đi một chuyến đi. Take an exam, đi thi, một kỳ thi đó. Take a plane, đi máy bay. Take a walk, đi bộ. À, các bạn thấy chưa? Bây giờ thầy ví dụ nữa, các bạn xem đây. Cái buổi hòa nhạc này các bạn đã diễn ra vào trong một cái gì bạn? Một trong một nhà thờ ở thế kỷ thứ 17. Đó, take place là diễn ra. Take place, còn đây là took place là quá khứ, là diễn ra này, diễn ra. 12 giờ sau cái thuốc á, thuốc y tế đó nó mới có tác dụng và cô ta cảm thấy sao các bạn? Tốt hơn nhiều. To take effect là có tác dụng đó các bạn, hiệu quả đó. Chúng ta dùng take với những cái tiểu từ khác nhau nữa. Đây các bạn, hồi nãy là danh từ nha, danh từ. Bây giờ chúng ta xem tiểu từ nha. Take after, quan tâm, chăm sóc. Take apart là một phần nào đó đó các bạn, ấy một phần nào đó. Take on, đảm nhiệm, đúng không nào? Take out, dẫn, đưa ra. Tháo gỡ, xin lỗi các bạn này, cái này là tháo gỡ này, chứ không phải một phần, tháo gỡ các bạn nha. Ok, rồi, take away, đây. Take away là mang đi. Take from, giảm bớt, phải làm suy yếu. Take in, dẫn, mời vào. Take over, nói nghiệp, tiếp quản. Take up, bắt đầu, nhặt, cầm lên. Đó các bạn. Rồi, take to là bằng like. Take to là bằng like là thích đó các bạn. Rồi, take off là cởi bỏ hoặc là cất cánh. Đối với máy bay là cất cánh, đúng không nào? Cởi bỏ áo, quần, giày gì đó, vân vân. Rồi, tiếp tục. Các bạn nhìn những cái ví dụ để các bạn hình dung. Steve thực sự là sao bạn? Là rất là thích San Francisco. Thích này. Là take to, quá khứ là took to. Tôi nghĩ tôi sẽ sao các bạn? Take up là bắt đầu, đi bộ.
ở những cái buổi sáng đó là bắt đầu đi bộ này, máy bay đã không cất cánh cho đến lúc 5 giờ không rời mặt đất đó, không cất cánh đó các bạn. Rồi, vậy thì trong quá trình các bạn học về cái cụm từ take này, các bạn sẽ gặp những cái lỗi rất là điển hình, typical errors. Chúng ta không dùng take khi có một cái sự di chuyển vận động với một cái gì đó đến một cái nơi mà người nói hoặc người nghe. Như ban đầu thầy đề cập đó, đến cái nơi mà không có người nói người nghe thì chúng ta được dùng take, mà đến nơi người có người nói người nghe ở đó thì không được, mà buộc phải dùng bring đó. Đây là một kiến thức rất sâu các bạn ạ, rất sâu, rất cao là như vậy. Tại cho nên là các bạn để ý những video này để các bạn theo dõi. Bạn có thể mang cho tôi một cuốn sách từ cái bàn được không? Từ cái bàn nè, được không? Như vậy bring này á, là mang cái cuốn sách từ một chỗ không có cái người nói đến cái chỗ có người nói. Bạn có thể mang cho tôi cuốn sách từ cái bàn, có nghĩa lại cái bàn này, lấy cuốn sách cho tôi, mang lại cho cái người nói, là người đó, người nói là tôi đây. Thì buộc phải dùng bring, không được dùng take. Rất là hay. Không được dùng là can you take me nha. Không được. Không được thay từ bring là take. Đi thi mà ra kiểu này á, đi thi trắc nghiệm mà ra dùng bring hay dùng take này, nhiều bạn sẽ rất là dễ lộn các bạn ơi. Rất là hay là như vậy. Rồi, chúng ta không dùng take khi chúng ta nói về có một bữa ăn hay có một đồ uống, như ban đầu thầy nói đó các bạn ha, như gặp đó. Chúng tôi có cái bữa trưa cùng nhau và nói chuyện rất là nhiều, không được dùng took quá khứ của take. Took lunch không được dùng, phải dùng had lunch. Had lunch là như vậy. Rồi, như vậy là cái video liên quan đến take, rất nhiều cái cụm từ và rất nhiều yếu tố ngữ pháp liên quan đến take, rất là hay các bạn ha. Mong các bạn thích các video này và các bạn tiếp tục nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều cái video hay của thầy tiếp theo. Rồi, thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn video tiếp theo để chúng ta đến với các những cái nội dung rất là hay ở phía trước. Chào các bạn nhé.